Ê Phết, hôm nay ông muốn làm gì không? Còn mày Perry, mày muốn làm gì? Công bằng mà nói, mày quá mất dạy. Ông có ghét con Isabella không? Tôi thắc mắc tại sao ngày nào nó cũng qua nhà mình. Rồi nó cũng hỏi chỉ đúng một câu là mình có đang làm gì không? Ông nghe mà ông có tức giống tôi không? Tôi muốn phát điên vì cái giọng của nó. Nếu hôm nay nó mà qua hỏi nữa, chắc chắn tôi sẽ xử đẹp nó cho ông xem. A few moments later. Hey Dennis, cậu đang làm cái gì vậy? Làm gì cậu tụi tôi? Cậu xây nhà hả? Đi về đi. Wow, cậu có muốn chơi trò chơi không? Trò gì vậy? Nếu cậu thắng trò chơi này, mình sẽ về. Được, trò đó chơi sao vậy? Mình sẽ nói trước một câu, cậu chỉ cần nói theo. Mình chỉ cần nói theo là được đúng không? Ồ, đúng, chơi. Quả địa cầu có 4 đại dương. Quả địa cầu có 4 đại dương. Dương 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 là cái giường để ngủ. Dương 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 là cái lồng dưới mương. Ok, nếu cậu không thích thì mình về. Đi về đi. Deuces.